là dài, gấp đôi lại là bằng người đây. Ai ăn em ship? Đây, nằm đi, có vai cho bốn. Xin chào mọi người nha. Hôm nay thứ bảy ngày nghỉ thì vợ chồng con cái mình về quê và đây là một cái đầm lầy rất là lớn, mấy chục hectare. Và bây giờ mời mọi người theo vợ chồng mình đi hái hoa sen, hoa súng ở trên cái đầm này nha. Chào cả nhà, đây là vợ mình đang cho thuyền đây. Mình là để chào mọi người cái này. Mọi người đừng thấy những cái chỗ này có cây mọc dưới nước đấy, nhưng mà đây rất là sâu này, cũng phải tầm hơn 3-4 mét nước đấy. Cái thủy sinh nó mọc ở dưới cái đầm sâu lắm. Đây một cái sen này. Rất là nhiều nha. Bài sang bên kia, bên kia. Sen đó.
mặt cương bên cái dọc dọc nữa nhiều rồi, đẹp rồi. Đây rồi mọi người ơi, đâm xe nâng cước đây đó. Đi được khá xa rồi, treo tỉnh giá đó khô. Cây sủ rồi, hướng cây sủ rồi. Mong rất là rồng. Cái này nó phải sáng tít của tầm nhìn của cái máy này. Cái hồ này. Mới 7 cây bạc ơi, cái cây nhảy nhá ơi. Mới 7 cây sủ đó rồi, vốn tần nóng len, nóng tế quá. Mọi người thấy cái len, cái cải xa nhất mà mình thấy đó, nó còn xa hơn cả cái len này. Thôi đi chung khẳng đi. Về thì bắt cá này nhá. Trời ơi, này. Nhiều không bác? Nhiều cá không bác? Ờ đúng thơm ơi. Ờ đi 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 phạt vô đâu bác cương ta quay. Phạt vô đâu bác quay. Đây gần đỉnh đâm sen đây đó mọi người, nhưng mà rất là cỏ vào mà nó thơm lắm. Nó rất là thơm luôn. Thơm ơi. Thơm ngào ngạt luôn. Thơm như kiểu ra đứa trước mùi á. Nấu nước uống. Thôi. Đẹp luôn, là rất đẹp luôn. Đây mọi người, một thảm rất là đẹp. Đấy. Một thảm rất là đẹp đây. Thảm thực vật. Đấy, mọi người thấy chưa? Bạt ngàn sen súng. Thank you.
Vậy là thuyền đã cập bến rồi mọi người nha. Ai mà thích đi bứt thoát súng thì lên mình đưa đi nha. Rất là nhiều. Bây giờ mình phải đưa về để làm một số món ăn. Cây ngò hoa sen hoa súng này thì làm được rất nhiều món ăn mọi người nha. Có thể nấu canh này, bỏ thêm thịt luộc cũng là ngon. Hoặc là chúng ta có thể xào thịt bò, xào lòng gà. Đấy, tùy theo sở thích của mọi người. Làm nộm, đặc biệt là nộm và ăn lẩu rất là ngon. Ai ăn em ship? Đây, nằm đi có cái cho bốn. Bữa hôm nay. Đi đi luôn đi. Em vắt một cái bao nhiêu tiền không? Mặc cơ đây, mặc cơ tâm em đi. Em đi nửa mấy cái thi sinh. Wow, khá là mệt mọi người ơi. Và bây giờ thì nhà mình sẽ bóc ra để làm một số món ăn nha. Ai mà thích ăn ngó của hoa sen đã súng thì liên lạc với Tiến để Tiến đưa đi nha. Xin chào cả nhà nha. Bye bye.